Audio Jungle. Xong làm sao dù cho có sang giàu. Thế nên anh về anh thưa má ba, hẹn ngày đi qua nhà em xin kết tình mà thông gia. Em ơi bằng lòng đi em, anh thương em thương nhất trên đời. Dù giật đôi sao giờ anh để chẳng dối nửa lời. Ngọt vui mình cùng chia sớt, ta thương nhau trước sau như một. Rồi mình tòa thè tu tí mai sau đón thêm đàn con. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm. Còn một ngày lành trong năm, anh sẽ qua anh rước em về. Và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê. Đình đang tàu nổ rộn ràng, từ đây tiếp xe theo chàng. Này không có em thì anh đây biết xong làm sao, dù cho có sang giàu. Thế nên anh về anh thưa má ba, hẹn ngày đi qua nhà em xin kết tình mà thông gia. Em ơi bằng lòng đi em, anh thương em thương nhất trên đời. Dù giật đôi sao giờ anh đây chẳng dối nửa lời. Ngọt vui mình cùng chia sớt, ta thương nhau trước sau như một. Rồi mình tòa tè tu tí mai sau đón em thằng cu. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa trong một ngày lành trong năm, anh sẽ qua anh rước em về. Và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê. Đình đang tàu nổ rộn ràng, từ đây tiếp xe theo chàng. Vô là vô là vô, ngày vui mình cùng nâng ly. Dòng tay phu thế càng chén ru tình. Say là say là say, ngày vui mình cùng say đi. Để năm sau mình đón bé trai đầu lòng. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm. Còn một ngày lành trong năm, anh sẽ qua anh rước em về. Và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê. Linh đang tàu nổ rộn đại, từ đây tiếp ở bên nhà. Cho tình yêu chúng ta.
lành chẳng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiên tha, rồng ràng chỗ cao tới cướp chi muôn ngàn tình yêu sắc hoa. Đồng 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 nghĩa vô thề, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng dung đắm tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhà đây ấp tiếng cười trên thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc trăng lòng bạc đầu. Hay
thôi thì cái phần lễ bắt đầu họ thì nhiều cái ông đi làm muốn như vậy rồi. Dạ sát xuống đi cơ, sát xuống hai sát. À, phần lễ thì tôi cũng xin thông qua phần lễ này. Vì vậy thì đến cái phần lễ giới thiệu ra mắt ông bà Việt Tiền thì ở đây thì còn ông thì ở đây không có mặt ở đây thì có bà thì thôi cháu cũng nghe thầy xin trân trọng kính mời bà nội ăn miếng dầu và nấm miếng ruộng để kính lễ cho hai cháu làm lễ hôm nay. Ai là bà nội ơi? Bà nội uống miếng luôn. Dạ. Yeah. Có tặng quà. Để hôm nay thì bà nội có quà tặng cho cháu có quà. Có không phải chuẩn bị sẵn rồi đó. Rồi, dạ rồi, 2, 3, dạ rồi. Dạ, bà nội thì kính lễ rồi. Bây giờ cho cháu lại ăn sáng. Biết rồi không? Vậy là đại diện cái cấp bà thì thôi tôi xin thông qua. Bây giờ bác chú cậu dượng cô bác anh chị nào là bác chú cậu dượng xin trân trọng kính mời để nhắm cái lễ chào một chính lễ cho cháu nó làm lễ thì thầy hai bác là có dựng hạ cái chỗ là không có bác ở đây. Thôi bây giờ vậy nè, mình làm ngắn gọn đi. Giờ bác chú cậu dượng thì đại diện để nhóm cái luận lễ để chứng lễ cho cháu nó làm lễ. Cháu mẹ vui cháu dạ để cho cô giao chú rể hai đêm đi dọc qua đây thì sáu mày chế đi ăn chay rồi chế thì mày thế rồi có đèn này rồi đại diện cho cái thành bát chú cậu dưỡng. À, chú thì trong đó có chung xuôi nha. Cậu Sáu nữa. Cậu Sáu ơi. Rồi cậu Sáu cô dâu cầm chung rượu cho cậu Sáu nè cô dâu. Chà cần đưa dùng hả? Anh ơi anh ơi, anh đứng kế luôn đi anh cho chặn bốn người luôn nha em. Đứng sát luôn đi anh. Sát 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 vô luôn nha. Rồi dạ. Rồi cô dâu chú rể nhìn lên luôn cưng ơi. Cưng ơi. Dạ. Rồi 2 3. Dạ rồi. Xong chưa? Xong rồi. Vô. Quá ngon. Lễ ngọt quá. Đó người ta cực cười rồi. Có mà nó nhanh quá. Để mà nhanh chút. Vậy là cái hồi mình giới thiệu thì bác chú tạm dưỡng. Đưa cô dâu luôn giùm con à, đưa cô dâu à. Không bước ra để hồi nữa cho nên là nhà luôn. Rồi nhìn lên máy giùm con cái, nhìn lên máy giùm con cái à, dạ. Rồi 2 3 mẹ mẹ có chú rể ơi. Rồi cái gì cố rồi. Trời ơi. Không biết là xin tăng trọng kính mời cô gì giữ mạo thiếu để mà nhắm chung lễ với đó là lễ. Rồi hai cậu ơi, hai cậu đứng xét đi con. Đứng xét vô à. Rồi nhìn lên máy luôn giùm con à. Rồi hai. Dạ.
chị, mình đứng chế chụp tấm hình với mấy chị phía sau kìa, mấy chị phía sau đứng chưa? Xét chưa ạ? Chị ơi chị, đứng chế đi chị. Rồi nhìn lên máy luôn rồi, cô dâm rẻ dạ. Rồi 2, 3. Rồi. Anh ơi đứng kế cô dâm rẻ mình ghi tấm hình kỷ niệm của anh. Dạ rồi. Dạ rồi cầm cung tượng nhìn lên máy giùm con đi chị ơi, chị ơi nhìn lên máy giùm con à, dạ cô giáo chú rể ơi, dạ nhìn lên máy gì ơi. Cái phần này các bà thôi, có sáng hay hành sáng xa đi xa đi rồi xin phần cô mình mở tiếng xong rồi bây giờ đến cái phần cha mẹ thì hôm ngày hai cháu đã thành hôn sinh dưỡng của cha mẹ đôi bên không biết làm sao các con sẽ làm ra khó nát nữa thì hôm nay chúng tôi xin lượng và muốn trở lại tôi gọi là thành hôn. Mẹ cha ai cho ta đời ấm yên, ai tạo cho ta hình hài, ai người sớm hâm bú bơm. Hằng ngày nhớ ơn mẹ cha, ai người lo dựng tương lai, công cha nghĩa mẹ sâu dày nên con còn có ngày này. Mẹ cha ai cho ta đời ấm yên, ai tạo cho ta hình hài, ai người sớm hâm bú bơm. Hằng ngày nhớ ơn mẹ cha, ai người lo dựng tương lai, công cha nghĩa mẹ sâu dày nên con còn có ngày. Phần lễ lại cho mẹ đã xong thì đến cái phần ăn có lễ này đến những món ăn bộ kính lễ cho các bạn. Rồi đứng đứng kế luôn vậy. Rồi con nhìn lên máy luôn cậu ơi, cậu ơi. Dạ rồi 2, 3. Cậu ơi. Rồi dạ được rồi. Cổ sao cổ nghe rồi. Đợi nãy giờ nó coi coi. Rồi vô nghe. Dạ thật. Rồi mấy chị đứng kế luôn à. Qua đây nhìn lên chị ơi. Dạ rồi 2. Dạ rồi. Nào giờ chạy giờ tới 9 giờ nó khai thì. Đi vô ngoài đi. Ăn to quá ta. Kia. Rồi cười tươi dạ. Rồi. Rồi tặng luôn anh.
Rồi, cười tươi, đúng rồi. Rồi, bé ơi. Quay mặt chú. Anh đây đại diện cho hai đứa em ruột, do cá nhân thì chưa đến được nên gửi ha. Đây, rồi cho hai đứa. Không mở ra hả? Đây. Vô mà không có cái gì hết, kỳ lắm hả? Hai em đó, hai em rồi, dạ hai, ba, dạ rồi. Bây giờ vậy nè, đã diễn cho anh chị, ở đây đi người dùng hết hai chung lượng này. Em mong khóc nha. Ai chung? Rồi, anh em làm anh con như vậy thì thôi bây giờ lại chuyện cho ở chừng nghe rồi vậy uống mình đối vậy chứ hai mà nó vừa vừa qua đi làm thì không dám lạnh nữa đâu chung núi hàng ngày cũng xin thông qua như vậy thì buổi lễ hôm nay tôi cũng xin kết thúc buổi lễ. Nam chủ hôn xin trân trọng kính mời quý quan khách và quý nữ tộc đến bài cầu để chung vui với hội nhà ca chúng tôi. Xin vỗ tay luôn à. Mười ngón tay ươm tình đắm say, ngón trước tiên em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Mười ngón tay tô hồng nét môi, ngón kế bên du ta trong tình đôi, ngón sâu yêu dệt tiếng ca êm đềm, ngón tay vẽ tình yêu mình. Ngón nào xinh xinh, ai ai vừa đeo nhẫn kia, sẽ kết tình đôi lứa thắm tô mùa xuân ấm nồng. Đời ta giờ đây như bài ca, rộn ràng ngàn lời tình yêu nồng say. Đàn chim nào nghiêng cánh bay, chúc cho tình chúng. Từng ngón tay đan vào ngón tay, những ngón tay yêu thương không rời xa, những ngón tay dệt giấc mơ cho đời, ngón tay vẽ trời tươi hồng. Anh thương em chẳng mong cầu điều chi thêm, tháng năm dài ngày xa.
mà nghe em hát mấy câu ơi hò, ngồi chờ chồng được lớn như bóng trăng con đò. Mơ ước rằng ngày sau tụi mình sẽ nên đôi, hai đứa được gần nhau khi sống khuya gọi chồng ơi. Nếu như mà anh thương em, chẳng mong cầu điều chi thêm. Tháng năm dài ngày sau, dẫu có gian khó xin nguyện chung lòng. Sắc son bạc đầu phu thê, thắm xanh tình nồng duyên quê. Mai này cầu chung thủy hứa một đời trọn đời bên em. Nhớ cầu mỗi mặn gừng cay, thương ai xin chớ mau thay đổi lòng. Chờ ngày mùa lúa đơm bông, phao đỏ ru hồng mình kết duyên nồng. Nếu như mà anh thương em, chẳng mong cầu điều chi thêm. Tháng năm dài ngày sau, dẫu có gian khó xin nguyện chung lòng. Sắc son bạc đầu phu thê, thắm xanh tình nồng duyên quê. Mai này còn chung thủy hứa một đời trọn đời bên chào mừng chú trọng.
và tình yêu của hai em Phú Hào và Mỹ Trinh. Trong khoảng thời gian tìm hiểu và yêu thương nhau thì ngày hôm nay đã được đẹp lòng cha mẹ hai bên và đã chọn hôm nay là ngày lành tháng tốt 12 tháng 8 2024, mùng 9 tháng 7 năm Giáp Thìn, đã tổ chức buổi lễ tân hôn và chính thức thành vợ thành chồng, nắm tay đi trên con đường hạnh phúc. Thuyền tình đã cập bến mơ, đưa người lý tưởng vào bờ yêu thương. Kính thưa toàn thể quý vị, và cô dâu chú rể của chúng ta được như ngày hôm nay thì không thể làm sao quên được công lao của nhân vật làm cha, làm mẹ, nuôi con khôn lớn. Rất mong mấy ngày việc dựng vợ gả chồng cho con đó là niềm vui nhất, hạnh diện nhất của nhân vật làm cha, làm mẹ. Cây có gốc quê nảy trời xanh lá, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Trồng cây muốn được cây xanh, người còn mới biết công lao mẹ thầy. Thương con chẳng quản thân này, người còn đến lúc mặc đồ không hay. Kính thưa toàn thể quý vị, và trong ngày vui ngày trọn đời hôm nay thì không thể thiếu được hai đấng sinh thành. Xin trân trọng kính mời Lan Xuân Lễ, trân trọng kính mời quý ông Đặng Danh Hồng cùng với bà Nguyễn Thị Liền là song thân của chú rể. Xin mời ông bà nắm tay bước lên khán lễ sau mắt toàn thể quý vị. Một tràng pháo tay chào đón nhà trai của chúng tôi, thưa quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, và một tràng pháo tay cũng không kém phần nồng nhiệt để chào đón bên họ nhà gái của chúng tôi. Xin trân trọng kính mời ông Hồ Văn Hà cùng bà Lê Thị Đài Trang là song thân của cô dâu đến từ huyện Tháp 10 Đồng Tháp của chúng ta. Một tràng pháo tay chào đón nhà gái của chúng tôi, thưa quý vị. Câu đã trổ buồn, trầu kia đã xa lá thì mình nên vợ chồng. Một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón đôi nguyên ơn đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong buổi sáng hôm nay. Chú rể Phú Hào, cô dâu Mỹ Trinh bước lên lâu đời hạnh phúc. Từ đây trên mọi nẻo đường, vai lại kề vai, tay nắm tay, sánh bước trên cung đàn hoa mộng, ta về xây đắp mộng tương lai. Miếng chồng hai bên cha mẹ xung vầy, anh đi làm rể thì em về làm dâu. Đôi ta chung một nhịp cầu, chung đôi gối mộng trọn đời bên nhau. Và Đặng Thanh đã nhận được sự cho phép của hai bên gia đình cùng với cô dâu chú rể, xin gửi cái cúi đầu chào đến toàn thể quý vị. Cúi đầu chào bắt đầu. Toàn thể quý vị, cái hết cái đầu chào vừa rồi với gia đình hai họ vừa đến toàn thể quý vị, cũng như thay lời cảm ơn đến toàn thể quý vị đã nhấn chút thời gian quý báu đến đây dự buổi tiệc chung vui cùng với gia đình. Trong lúc tiếp đón cũng như tiếp đãi có điều chi sơ sót, xin vì tình thương mến thương với hai gia đình cùng với cô dâu chú rể và vui lòng mở một qua cho. Kính thưa toàn thể quý vị, đi đâu với buồn cơ miếng trầu còn có giọt rượu hồng để thắt chặt tình nghĩa tham gia, cũng như nói lên tình yêu đôi lứa. Xin mời cô dâu chú rể tiến lên tháp ly để cùng nhau rót rượu tình yêu. Và chúng ta đang chứng kiến đôi nguyên ơn tay chung tay, vai kề vai, sức bật ngọt tình yêu đôi lứa. Sợ nồng em sót ly nào, tình anh thắm thiết hỡi nào em ơi. Sót đi cho má em hồng, cho môi em thấm cho lòng anh say. Một nửa đó với một nửa đây, em là chút nắng chút mây ngọt ngào. Đó là những lời yêu thương mà đôi bạn đã dành tặng cho nhau trong ngày. Em còn son và anh cũng còn son, bây giờ ta đã là con một nhà. Đi đò cho thiếp theo cùng, đổi nó thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam. Chú rể trả lời với cô dâu, em ơi từ đây ta đã có nhau trong đời. Anh yêu em như bướm xa hoa, như chim liền cánh, như cây liền cành. Dù cho sông cạn đá mòn, yêu nhau đến lúc bạc đầu cần yêu. Đó là những lời yêu thương là đôi bạn để dành tặng cho nhau trong ngày hôm nay. Một tràng pháo tay nồng nhiệt quý vị. Cảm ơn cô dâu chú rể, xin mời cô dâu chú rể trở về sân khấu. Chú rể đứng sinh thành, giọt rượu hồng thêm hạnh phúc, ly rượu đầy con thúc mẹ cha. Chúc cho cha mẹ sống già, ơn sâu nghĩa đặng như là biển đông. Xin mời chú rể nhận dùng ly rượu nha. Cô dâu nhận ly rượu, chú rể dâng rượu cho cha vợ và cô dâu dâng rượu cho cha chồng. Rồi hai em đứng tại đây luôn, rồi đưa quà, đưa quà, đưa quà. Rồi một tay thôi nhé cha ơi,
nhìn xuống ống kính gia đình mình ạ. Nhìn xuống ống kính tươi lên nha, cười lên ạ. Rồi xin mời hai cha nhận giùm ly rượu ạ. Xin mời chú rể dâng rượu cho mẹ vợ và cô dâu dâng rượu cho mẹ chồng. Mẹ ơi xin mẹ nhận giùm ly rượu ạ, một pha thêm mẹ. Cười tươi lên gia đình mình ạ. Xin mời mẹ nhận giùm ly rượu ạ. Chúc rượu này con dâng lên cho cha mẹ, cả tấm lòng hai trẻ gửi vào đây. Từ đây mãi mãi con xin hứa Dâu Thảo sẽ hiền vẹn trước sau. Xin mời thông gia hai nhà bước lên phía trước một bước. Một, hai, ba, chúc mừng. Rồi xin mời thông gia chúng ta cạn ly ạ. Xin mời hai ông thông gia bắt tay nhau và hai bà thông gia bắt tay nhau. Thay mặt những người thực hiện chương trình, chị Vũ Đức Anh, cô Tươi, âm thanh ánh sáng, Minh Thoại cùng với toàn thể quý vị. Chúc cho toàn gia đình thông gia hai nhà có được Dâu Thảo rễ hiền, bình trực thông gia và kêu sơn gắn bó. Xin mời ông bà xuống tiếp đại quý vị khách quý. Cảm ơn ông bà rất nhiều. Và vừa rồi đời đau viên ương của chúng ta đã dân sự hai đấng sinh thành. Và bây giờ đến giây phút đau viên ương của chúng ta cùng nhau uống rượu giao voi trong ngày hạnh phúc. Quý vị chúng ta cùng nhau chứng kiến đau viên ương cùng nhau chiên ngọt sẽ vùi như quý vị uống rượu giao voi trong ngày hạnh phúc. Xin mời. À, cảm ơn cô dâu chú rể rất nhiều. Kính thưa quý vị, và chúng ta đang chứng kiến đau viên ương cùng nhau chiên ngọt sẽ vùi trong cuộc sống. Cùng nhau chiên ngọt sẽ vùi, tình chàng ý thiếp trọn đời bên nhau, dây trầu vẫn lấy thân câu, chúc cho đôi bạn bên nhau trọn đời. Các thứ nhất, chúc cô dâu và chú rể được trăm năm tình viên mãn, tật đồ nghĩa phu thê. Các thứ hai, chúc cô dâu và chú rể được làm ăn phát tài, vạn sự được như ý. Các thứ ba, chúc cô dâu và chú rể được con hiền cháu thảo, sáng rỡ tương lai. Một tràng pháo tay cho lời chúc tốt đẹp dành tặng cho lời quyên ương quý vị. Cảm ơn quý vị chú rể nha. Nhưng mà trong ban tổ chức tiệc cưới muốn hỏi chú rể, nếu như chú rể hôn lên trán cô dâu, năm sau sẽ có bé trai. Mà chú rể hôn lên má của cô dâu, năm sau sẽ có bé gái. Mà chú rể hôn lên đôi môi tươi tắn của cô dâu, năm sau có một trai một gái. Chú rể muốn hôn nơi nào của cô dâu? Hôn môi. À, chú rể nói muốn kiếm một trai một gái, hôn môi. Anh lần làm lần khó làm lần nuôi luôn. Quý vị vỗ tay cho thiệt lớn cho sự dũng cảm của chú rể thì chưa nha. Xíu ra đây 2:30. 3, bắt đầu. Ngày xưa khi mới yêu em muốn hôn một cái mà sao phục phùng. Bây giờ nên nghĩa vợ chồng hôn em một cái cho thỏa lòng anh ước mong. Đây là nụ hôn thỏa lòng ước mong nha. Hồi nãy giờ chàng đã hôn em mà bây giờ đến lượt em hôn lại chàng chứ. Xin mời cô dâu đứng hai tay ôm vào eo của chú rể này. Phút cô dâu hôn chú rể bắt đầu. Một bức tranh tình yêu tuyệt vời, vỗ tay đi mày. Mà thay mặt những người thực hiện chương trình xin gửi lời chúc đến cho cô dâu chú rể được trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê nha. Và từ đây má thấm môi kề, trăm năm hạnh phúc trọn đời bên nhau. Cảm ơn cô dâu chú rể rất nhiều và xin mời cô dâu chú rể trở về tiếp khách nha. Bye.
trời, đạp mây xanh năm nay xuống trời. Anh năm nay hơi buồn thấy em tự nhiên thắng thời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Em cũng như châu qua năm sau đấu cứ liền tay đến ngày mùng hai. Có ai đi làm mừng em mở đầu anh mang câu cao quan đưa châu luôn. Mai đây ta sang giàu quá xa to thì có đau muốn. Thắm tiếng mua xe màu nồng yêu thương lắm ơn mong. Để khi còn chẳng chơi gì nữa. Ngày mình bên nhau với ta hôm nay nói tình đôi. Hãy subscribe.
muốn kiếm nàng dâu. Hey. Mà lâu nay anh đâu có yêu ai ngoài em đâu. Cuộc đời này anh coi như xong vì anh giao cho em trông còn gì đâu nữa để em phải bằng lòng. Ngồi xuống ba lá tay em trong tay anh treo, còn đi xe máy em ngồi sau lưng anh đèo. Giàu nghèo gì cũng sẽ hứa dắt em đi theo. Sợ anh hứa lèo thì đưa tay đây mình bóc queo. Trời ơi mình đã có vợ rồi, sao có người kêu bên sân tối. Vậy là mình đã có vợ rồi, ngày nào cũng sẽ được vui. Cùng ăn cùng uống chung một giờ, cùng ngủ chung giấc mơ. Bộ mà
mà được. Ông già anh thích chơi lan đột biến, còn má của em tay chơi cá coi. Lúc ở không đánh bài tươi sắc với mấy bờ trên cô Racing Boy. Canh chua cá lóc mà anh ăn không ngán thì em nguyện nấu cho anh cả đời. Nhưng mà lương tháng thì anh không được giấu để em sắm vàng như vậy mới lời. Anh cũng không có chiếc G63, tài sản của anh là quay em pha. Chiều chở em đi mua cà rá ngon ngà cầu hát tích tích. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quanh co xanh ngát kéo nhanh tàu mò. Cho về làm dâu chứ đâu cần gì để mai giàu to. Ba má anh đã kêu ăn mấy cưới đi tiền tao sẽ lo. Ôi quá tuyệt vời tụi mình là nhân trên đời. Chân vui bước mê say, đôi buồn tim cùng si
đồng trai ấy. Nhớ nhớ anh đêm này, mình vắt kề vai đắm say. Cho cô hát xa bay, cho niềm tin trao ra ngày mai. Nhìn vầng trăng khuya trao lặng ngơ, ánh mắt em say cho mộng mơ. Và tình đôi ta như muôn bài thơ, nghe hồn chơi với người thơ. Nào cùng vui lên em, thắp sáng lên tình yêu. Đến với nhau đêm nay, mình quay cùng trong ngất ngơ. Khúc ca nồng say tuyệt vời, wow, wow. Khúc ca nồng say tuyệt vời. Cho mình được nên duyên thành đôi, chàng trai.
đây chú sao cứ mình sang thăm năng ly chúc phúc đứa đôi sang năm màu màu có trao cho tao ẩm ké được thì vô cái chứng minh phải bằng lòng hồ hàng hai bên người ta người ca người hát rộn rã cười vui để kết thông gia cho em bên anh trọn đời chàng trai miền quê nồi mương cắm câu đồng xa ruộng sâu mẹ chim gái đầu con em hiền ngoan nơi trốn xa hoa chịu anh cái tính thiệt tha đám cưới miền tây nơi thành đô theo anh về đây cho duyên tình quê thêm đậm sâu trầu cao thắm tươi vất vả qua rồi mình đám cưới anh ơi nhàn nhạt bập phong trong rằng mừng cô dâu mới mình thương thật lòng tình duyên mặn nồng thương
con em nó chờ đợi sẽ không ngọc ngừng. Nhờ chồng tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đồng đều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, vì hạnh phúc nên ta chẳng mang. Vì một nhà vui lắm anh ơi, một túp lều tranh có rất nhiều nhà. Nhờ chồng tình nghĩa trước sau.